Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Gian mỹ nhân Hoa Ngữ trong sạch nhất Cbiz. Triều Lê Dịnh được chính thiếu gia tỷ đô thừa nhận. Những mỹ nhân Hoa Ngữ dưới đây không chỉ tài sắc vẹn toàn mà còn được biết đến bởi đời tư trong sạch thuần khiết. Trong số những mỹ nhân Hoa Ngữ, có người sở hữu sắc đẹp vặn người mê nhưng không có năng lực diễn xuất sẽ bị ví như bình hoa di động. Có người tài năng nhưng kẹp sắc nên sớm bị nhìn vào lãng quên. Cũng có người vừa có sắc vừa có tài nhưng đời tư bê bối cũng sẽ mất đi sự tin yêu của khán giả. Vậy thế nhưng trong Cbiz vốn phức tạp ấy, vẫn còn một vài mỹ nhân vừa có tài, có sắc lại sở hữu đời tư trong sạch. Trang Sohu ngày 6 tháng 10 đưa tin, netizen xứ Trung đã gọi tên 4 mỹ nhân đúng chuẩn, băng thanh ngọc khiết nhất giới giải trí Hoa Ngữ. Lưu Thi Thi, đứng ở vị trí thứ tư là bà xã Ngô Kỳ Long Lưu Thi Thi. Khí chất của Lưu Thi Thi rất tốt, khán giả biết đến cô phần lớn là do năng lực diễn xuất. Mỹ nhân bộ kinh tâm, từ lúc bước vào nghề đến nay đều chuyên tâm đóng phim, mỗi tác phẩm mang đậm màu sắc đặc biệt của bản thân. Lưu Thi Thi cũng luôn kín tiếng, ngay cả khi đã kết hôn với Ngô Kỳ Long thì nữ diễn viên cũng luôn kín tiếng, ít khi thể hiện sự thân mật ra ngoài. Hàn Tuyết mấy năm trở lại đây cũng rất kín tiếng, ít khi thấy nữ diễn viên xuất hiện trên những show truyền hình. Hơn nữa, trước giờ người đẹp sinh năm 1983 chưa từng có bất kỳ tai tiếng nào, nhờ có diễn xuất xuất thần, những tác phẩm của cô luôn nhận được sự yêu mến của người xem. Đường Nghệ Hân từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất đến nay chưa từng dính vào scandal nào. Cô và ông xã Trương Nhược Quân dù hay công khai tình cảm, nhưng hôn lễ của họ lại nhận được sự chúc phúc của cư dân mạng. Lý do là vì nữ diễn viên rất được lòng khán giả, không chỉ vì nét diễn chân thật, trẻ trung mà còn vì đời tư trong sạch. Triều Lệ Dịnh vào nghề nhiều năm, trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng vẫn luôn giữ được tâm thanh tịnh. Đến Vương Tư Thông còn từng thừa nhận, cô ấy là kiểu con gái rất trong sạch. Nhìn lại những năm qua, vợ cũ Phùng Thiệu Phong rất có duyên với những người qua đường, vừa có năng lực diễn xuất, vừa có đời tư minh bạch. Triều Lê Dịnh là đại diện cho hình tượng băng thanh ngọc khiết của giới giải trí Hoa Ngữ, tính đến thời điểm hiện tại. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.